Cho đến giờ phút này phải nhìn nhận là sau một cái lượt đi 13 vòng đấu thì Sài Gòn FC làm, nếu mà so với lực lượng thì cái sự nỗ lực của các cầu thủ thì nó quá lớn, rất là tuyệt vời. Tôi bản thân tôi còn không nghĩ được các cầu thủ tôi làm được những cái việc đó. Tất cả cầu thủ Sài Gòn FC cùng với tôi đều nói với câu là phấn đấu từ trận 1. Đối với cầu thủ nước ngoài thì cứ nói là step by step. Chúng tôi còn 7 trận đấu nữa. Thì đây là 7 trận chung kết của Sài Gòn FC. Xác định như vậy cho nó dễ đá. Xác định như vậy thì chúng tôi sẽ phấn đấu tốt.